Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo chiếc Corynago khung carbon càng carbon ạ. Bộ chuyển động Utexa đời 6770 và 6750 ạ. Size 48 ạ. Khung sườn đứng 48, còn khung sườn ngang là 530 mm ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m70 đến 1m80 cm. Trọng lượng nặng 7,3 kg ạ. Yên xe cũng cũ rồi ạ. Khung sườn ngang ngay chỗ này cũng có trầy ạ. Phô tăng carbon ngay chỗ này có bị lem màu một chút. Ghi đông carbon ạ. Vỏ tay lắc cũng cũ rồi. Vỏ này mình thay vỏ mới thôi. Tay lắc Utexa điện ạ. 2x10 tốc ạ. Ghi đông ngay chỗ này giống như nó bị tróc lên một lớp bọc ạ. Vỏ tay lắc hai bên cũng cũ rồi, mình phải thay vỏ tay lắc. Dây quấn mình phải thay dây mới rồi. Cục sạc điện đầy đủ ạ. Ngay cổ xe có vết trầy nhẹ như vậy. Cục pin nằm dưới lườn xe. Dò dĩa Utexa đời 6750 cũng có trầy ạ. Gạt đĩa điện Utexa. Dò dĩa 6750 ạ. Dò dĩa có trầy nhiều ạ. Khung sườn phía sau này cũng có trầy. Và cụ đề cũng có trầy nhiều ạ. Líp Shimano Utexa líp 10 ạ. Niền nhôm Campagnolo sử dụng lớp 700 x 23 cm. Lớp có hơi đầy đủ ạ. Niền trớn chân chu và cối nổ cũng to ạ. Dạ, em đổi chiều xe ạ.
Yên xe này cũng cũ dữ lắm rồi, mình phải đổi yên mới á. Cây khung sườn phía sau bên này cũng có chày ạ. Niền Campanolo, Mayer Campanolo ạ. Lớp cũng bị răng nứt rồi ạ. Lớp này mình phải thay lớp mới nữa. Lớp phía sau, đoạn này nhìn thấy rất là mới. Còn khúc này cũng bị răng nứt luôn. Phải thay lớp mới rồi. Dạ, em quay đến đây cũng giáp dòng xe hết rồi. Và bây giờ em xin báo giá nhận ship chiếc Coronago này về đến Việt Nam của mình. Giá là 45 triệu ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.